Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 8 tháng 2 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Xã Minh Hưng Anh Hùng, nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ nhất, tiếp tục vươn mình phát triển trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường hiện nay. Cảnh báo tình trạng nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch nCoV. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình sẽ diễn ra phần trình diễn không gian văn hóa đường phố với sự tham gia của khoảng 3.000 người. Đó là một trong những nội dung được thống nhất tại cuộc họp tiểu ban nội dung thực hiện các hoạt động kỷ niệm diễn ra vào chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các hoạt động kỷ niệm còn có cuộc thi viết về người Thái Bình đất Thái Bình, lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, lễ dâng hương tại đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ của các huyện, lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân, công nhận tỉnh nông thôn mới và lễ kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất một số nội dung, trong đó lễ kỷ niệm dự kiến sẽ được diễn ra vào 20 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2020. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến các đại biểu để xây dựng kịch bản chi tiết, tổ chức thực hiện hoạt động trình diễn không gian văn hóa đường phố vào chiều ngày 20 tháng 3. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố sớm giao phòng văn hóa tham mưu về các nội dung liên quan đến mô hình xe, chuẩn bị lực lượng, người tham gia để bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, xã Minh Hưng, huyện Kiến Sương được biết đến là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng, có chi bộ đảng Kênh Son là một trong những chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Thái Bình. Phát huy truyền thống đó, ngày nay đảng bộ và nhân dân xã Minh Hưng đã đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Mỗi lần về thăm di tích nhà thờ họ Trần, bà Lưu Thị Lương, nguyên cán bộ lãnh đạo xã Minh Hưng thập niên 70-80 của thế kỷ trước, không khỏi bồi hồi xúc động. Nhà thờ họ Trần, xã Minh Hưng là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ nhất và cũng là nơi hội họp của cán bộ đảng, nhà nước được biệt phái về lãnh đạo phong trào cách mạng ở Thái Bình. Trước đây nó là cái trại, cho nên cái sự hoạt động ở đây rất là tĩnh mịch mà sẽ đảm bảo được an toàn. Đến lúc mà hoàn thành cách mạng vẫn là cái lơi, tức là giữ bí mật cho cán bộ của cấp trên. Minh Hưng có hai di tích gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng giành độc lập của dân tộc, đó là nhà thờ họ Trần và đình làng Son. Trong hai cuộc kháng chiến, gần 1.000 người con của Minh Hưng đã hăng hái lên đường ra trận. Xã có 16 bà mẹ Việt Nam anh hùng và được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong thời bình, Đảng bộ và nhân dân xã Minh Hưng đoàn kết một lòng xây dựng quê hương, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tổng tiền mà nhân dân đóng góp để xây dựng nông thôn mới là 1 tỷ 440 triệu đồng. Có được những cái kết quả trên là do sự vào cuộc của cán bộ và nhân dân trong thôn Hưng Kinh 2, đoàn kết, dân chủ, tập trung, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Để có nguồn lực xây dựng nông thôn mới, Minh Hưng đẩy mạnh phát triển kinh tế nhân dân bằng cách phát huy lợi thế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đời sống người dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%, thu nhập bình quân tăng lên trên 45 triệu đồng một người một năm. Đến nay, hơn 30 tỷ đồng đã được nhân dân đóng góp cho xây dựng nông thôn mới để xây dựng các công trình phục vụ đời sống nhân dân. Với nỗ lực và sự đoàn kết, Minh Hưng được tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Mọi cái nguồn lực đóng góp đều được nhân dân bàn bạc dân chủ để tổ chức thực hiện. Và từng công việc một thì được thanh quyết toán công khai. Các cái nguồn đầu tư của con em xa quê, nguồn đầu tư của các cấp thì đều được báo cáo công khai dân chủ ở các cái kỳ họp. Và sau xây dựng nông thôn mới thì niềm tin của nhân dân là vững chắc.
xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài, nên mục tiêu trong những năm tiếp theo của Minh Hưng đó là tăng cường mở rộng các tuyến đường giao thông quan trọng để thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy phát triển sản xuất trong nhân dân. Từ đó tạo nguồn lực trong việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Chuyển sang các tin tức khác. Trong những ngày đầu tháng 2, nhà máy đóng tàu thuộc công ty cổ phần Đại Dương đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của hợp đồng đóng mới tàu du lịch 5 sao cho đối tác trong nước. Đây là dự án tàu du lịch do công ty cổ phần Đại Dương thiết kế công nghệ tàu, tư vấn xây dựng công nghiệp và trang trí nội thất. Cùng với đó, nhà máy đang khẩn trương hoàn thiện những hợp đồng đóng mới và sửa chữa tàu cá cho khách hàng. Trong đó, đóng mới 3 tàu gồm tàu cá, tàu chở dầu và tàu vận tải với trọng tải trên 3.200 tấn, sửa chữa hoàn thiện và hoán cải các phương tiện tàu thuyền, bao gồm cả gần và xa bờ. Trong tháng 1 năm 2020, nhà máy đạt doanh thu 15 tỷ đồng, thu hút và tạo việc làm cho trên 200 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 7,5 triệu đồng một người một tháng. Do đa dạng đối tác của nhiều thị trường tại Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu, nên dù nhiều doanh nghiệp trong ngành may mặc chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh nCoV, song công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái Vitexco vẫn duy trì các đơn hàng đến quý 3 năm nay. Từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái đạt doanh thu 50 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo việc làm ổn định cho 3.000 lao động, với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng một người một tháng. Dự kiến trong năm nay, doanh nghiệp sẽ đầu tư 100 tỷ đồng mở rộng quy mô sản xuất tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương, tạo thêm việc làm mới cho 1.000 lao động địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV, nguồn nguyên phụ liệu đầu vào nhập từ Trung Quốc thời điểm hiện tại chỉ đáp ứng duy trì sản xuất kinh doanh từ 2 đến 3 tháng tới. Hiện nay, đơn vị đang xúc tiến tìm kiếm các bạn hàng mới, cung ứng nguyên liệu đầu vào ổn định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, cùng với việc chủ động phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe người lao động, nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai các giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong những doanh nghiệp dệt may lớn của Thái Bình, với thị trường chính là Trung Quốc, công ty cổ phần Đam San gặp không ít khó khăn khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV bùng phát tại Trung Quốc. Hàng hóa không xuất được. Có hai lý do không xuất được. Một là các cái hãng vận chuyển sang Trung Quốc là họ bỏ chuyến, họ không đi. Cái thứ hai nữa là bản thân ở Trung Quốc hiện nay họ đang nghỉ, vẫn phải nghỉ. Cho nên cũng giao sang cũng không có người nhận hàng. Ngân hàng cũng chưa làm việc để mà thanh toán cái công khoản, công nợ. Đây cũng là khó khăn chung của hầu hết doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc hoặc nguyên vật liệu đầu vào từ nước này. Dịch nCoV bùng phát vào dịp Tết Nguyên đán. Đến nay, các doanh nghiệp mới bắt đầu quay lại hoạt động, nên đa phần chưa có kế hoạch xử lý cụ thể. Có doanh nghiệp còn nguyên vật liệu dự trữ, đủ để xử lý đơn hàng trong vòng 2-3 tháng tới. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, thì khả năng cao là các doanh nghiệp sẽ phải tìm đối tác khác. Thì chúng tôi cũng trao đổi trực tiếp với khách hàng và cũng làm rất chi tiết cụ thể từng chủng loại một. Và những cái nguyên liệu nào chúng tôi có thể thay thế được hoặc phụ liệu nào có thể thay thế được bằng các nước khác, như là Hàn Quốc và rồi mua ở thị trường Việt Nam, thì chúng tôi cũng đều đề xuất với lại khách hàng để chúng tôi xử lý cái việc đó trước để đảm bảo cái ổn định sản xuất trước và sau đó thì sẽ triển khai tiếp với khách hàng ở các nội dung sau. Trước thực trạng này, Sở Công Thương Thái Bình chủ động nắm bắt khó khăn vướng mắc để cùng với doanh nghiệp có biện pháp để khắc phục, như tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, về lâu dài, các doanh nghiệp cũng cần có chiến lược kinh doanh hợp lý, tránh phụ thuộc một thị trường, hạn chế rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, song song với cuộc chiến nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh trên người do chủng mới của virus corona gây ra, thì dịch cúm gia cầm cũng đang được xem là mối nguy trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Mọi biện pháp lúc này đó là không để dịch xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Việt Hùng là một trong những địa bàn có tổng đàn gia cầm lớn của huyện Vũ Thư với khoảng 50.000 con. Nhưng có một đặc điểm ở đây, đó là người dân nuôi kết hợp cả gia cầm và lợn. Sự xen kẽ trong chăn nuôi nếu không đảm bảo an toàn sinh học sẽ dẫn đến rất nhiều mối nguy về dịch bệnh. Xã là đã từng xảy ra dịch cúm AH5N1. Thế thì bây giờ là tình hình đứng trước cái tình hình là thời tiết khắc nghiệt, khuyến cáo cho các người chăn nuôi, một là nhập đàn thì phải rõ nguồn gốc.
Hai nữa, khi mà đã về rồi thì cái việc chăm sóc, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, đảm bảo cho đàn gia cầm được khỏe mạnh. Gà thì hiện nay là tôi vẫn còn gần 2.000 con thì là vẫn cứ chăm sóc tốt để ra đàn nốt, chứ cũng chưa dám vào tiếp. Hiện nay Thái Bình có tổng đàn gia cầm khoảng 14 triệu con, trong đó chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ. Với điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay, những môi trường chăn nuôi không đảm bảo sẽ là mầm mống để phát sinh dịch bệnh nếu không được kiểm soát tốt. Do vậy, biện pháp phòng bệnh vẫn phải là tận gốc tại các cơ sở chăn nuôi gia cầm. Hệ thống thú y cơ sở bám sát đến từng hộ chăn nuôi để tăng cường giám sát dịch bệnh, khi mà phát hiện kịp thời và xử lý nhanh nếu tình huống dịch xảy ra. Chúng tôi cũng đã thành lập cái đội kiểm dịch động vật lưu động, và đội thì sẽ thường xuyên kiểm tra kiểm soát tại các cái bến đò, bến phà, rồi các cái địa điểm giáp danh với các tỉnh bạn, và tăng cường kiểm tra các cái điểm tập trung buôn bán gia súc gia cầm. Với diễn biến phức tạp của thời tiết như hiện nay thì biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất vẫn là người chăn nuôi phải thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Cùng với đó thì các địa phương phải thực hiện tháng tiêu độc khử trùng để tiêu diệt các mầm bệnh. Chuyển sang những tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh nCoV. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 15 giờ chiều nay, thế giới đã ghi nhận 34.909 người dương tính với nCoV và đã có 724 người tử vong. Còn tại Việt Nam, vào tối ngày hôm qua 7 tháng 2, Bộ Y tế đã công bố nữ bệnh nhân 29 tuổi ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dương tính với nCoV và đây đã là ca thứ 13 tại Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp của dịch thì khẩu trang y tế là mặt hàng được người dân quan tâm và tìm mua nhiều nhất, dẫn đến tình trạng nhiều cửa hàng đẩy bán khẩu trang với giá cao hoặc khan hiếm khẩu trang. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế mọi lúc mọi nơi mà chỉ sử dụng ở một số trường hợp nhất định sau. Theo khuyến cáo, người dân chỉ nên đeo khẩu trang y tế trong các trường hợp sau: khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus nCoV, hoặc khi chăm sóc và có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi, và khi được chỉ định tự theo dõi, cách ly tại nhà hoặc đi thăm hỏi, khám điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đối với người khỏe mạnh, không có các triệu chứng về đường hô hấp, chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, cùng với đeo khẩu trang đúng cách, thì người dân cần tăng cường áp dụng các biện pháp bảo vệ quan trọng như rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, đồ dùng. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại là người dân chỉ đeo khẩu trang y tế ở một số trường hợp nhất định như trên, nhưng nên đeo khẩu trang vải ở những nơi công cộng đông người để phòng chống dịch nCoV. Có thể thấy đeo khẩu trang là rất cần thiết thời điểm này, nhất là khi dịch bệnh corona đang bùng phát như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn rất chủ quan không đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người. Các cô bán hàng ấy đeo khẩu trang thì nó buồn cười lắm, mà sợ đấy. Họ ấy nhìn đeo khẩu khách hàng mà họ ấy thấy mình đeo khẩu trang sợ họ lại không vào ấy. Tưởng là mình bị làm sao, thế nên nó bất tiện. Tớ thì ở đây nó chẳng có biện pháp nào khuyến cáo người dân cả, nhưng mà thấy theo tình hình thì mọi người bảo chỉ cần đeo khẩu trang ở vùng dịch bệnh thôi, chứ mình cũng có tiếp xúc với người bị bệnh đâu mà mình cần phải đeo khẩu trang. Giữa thời tiết ẩm nồm, xe cộ đi lại cuốn theo bụi bẩn, người bán, người mua vẫn thoải mái trao đổi mặt đối mặt mà không hề có một biện pháp nào để bảo vệ sức khỏe. Để giải thích cho việc biết nhưng không làm, mỗi người đều đưa ra một lý do riêng. Ở phường mình ấy đi mua khẩu trang không có, nói chung là khách hàng người ta không thích. Nhưng mà khi nào mà họ đi thì mình lại đeo. Ta làm sao mà người ta nghe được, mà khách người ta nói mình cũng không nghe được mà lắm, người ta nói nhỏ ấy. Với lại như kiểu là giá cả nó nói nó không rõ ấy. Đeo khẩu trang không phải là biện pháp chống được hoàn toàn 100% sự lây lan dịch bệnh. Thế nhưng tất cả chúng ta cần thiết phải đeo khẩu trang để phòng chống sớm được tình trạng lây nhiễm virus và các bệnh hô hấp. Bên cạnh đó, cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ và có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ để tăng sức đề kháng cho cơ thể, giảm thiểu tối đa lây nhiễm virus corona. Gom mua khẩu trang y tế dùng một lần rồi bán lại. Đây là cảnh báo của Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương khi trên thị trường đã xuất hiện tình trạng này gây nguy hiểm cho người dùng.
Theo đơn vị này, khẩu trang y tế loại sử dụng một lần sau khi đeo sẽ được vứt bỏ. Nhưng thực tế, quản lý thị trường thấy có hiện tượng thu gom để bán lại. Điều này là rất nguy hiểm vì không đảm bảo an toàn với sức khỏe người sử dụng. Đối với mặt hàng nước sát khuẩn, hiện có một số đối tượng pha chế rồi bán online với giá bao nhiêu người dân cũng mua. Do đó, Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ngăn chặn hành vi bán hàng giả kém chất lượng hay tăng giá bán trên kênh thương mại điện tử. Đồng thời, Bộ sẽ sớm lập tổ công tác kiểm tra, chống đầu cơ găm hàng, tăng giá vật phẩm y tế, đặc biệt ở địa bàn có nguy cơ cao. Chuyển sang các thông tin về thị trường. Với quan niệm của người dân, cúng cả năm không bằng rằm tháng riêng, thị trường hoa tươi tại các khu chợ trong thành phố Thái Bình rất sôi động và có tăng nhẹ. Cụ thể, hoa hồng được bán ra với giá từ 5.000 đến 10.000 đồng một bông, hoa thực dược, hoa cúc giá trung bình 5.000 đồng một bông, hoa ly giá khoảng 25.000 đồng một cành, hoa lay ơn giá khoảng 10.000 đồng một cành. Mức giá này mặc dù có tăng so với dịp trong Tết, nhưng thị trường hoa ngày rằm tháng riêng vẫn rất nhộn nhịp. Theo các tiểu thương, những ngày vừa qua thời tiết mưa gió khiến hoa bị dập nát, hàng hoa khan hiếm hơn. Bên cạnh đó, do đại dịch corona khiến việc nhập khẩu hoa bị ngưng trệ nên giá hoa tăng. Trong khi đó, trái ngược với hoa tươi, giá quả tươi ở thời điểm này vẫn ở mức ổn định. Theo quy luật hàng năm, sau ngày vía thần tài giá vàng sẽ giảm, sau ngày hôm nay giá vàng vẫn tiếp tục đi lên khi nỗi lo ngại về virus corona chưa giảm. Đầu ngày hôm nay, giá vàng SJC có giá mua vào 43,7 triệu đồng một lượng và bán ra 44,15 triệu đồng một lượng. So với giá cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng thêm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Và giá vàng nhẫn loại 0,5 chỉ của SJC cũng tăng thêm 100.000 đồng lên đến 44,35 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá vàng miếng thương hiệu SJC được giữ nguyên giá mua vào như ngày trước đó là 43,5 triệu đồng một lượng, nhưng tăng thêm 50.000 đồng ở chiều bán ra lên 44,05 triệu đồng một lượng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.